khi nổ ra lùm xùm từ thiện, nam nghệ sĩ đã khẳng định chắc nịch không làm mẻ một đồng của công chúng, và sau gần một năm, từ phía cơ quan điều tra mới có kết luận chính thức. Liên quan tới vụ việc, vào sáng ngày 22 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra kết luận chính thức về đơn tố giác tội phạm của 4 cá nhân đối với ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh SN 1969, ngụ quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, về hành vi lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản. Theo đó, sau khi tiến hành kiểm tra, xác minh các đơn tố giác về tội phạm nêu trên, phía cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội và ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Điều này đồng nghĩa với việc nghệ sĩ Hoài Linh vô tội, không có hành vi ăn chặn từ thiện. Trước đó, vào cuối tháng 5 năm 2021, lùm xùm từ thiện xảy ra khi trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin tố cáo nghệ sĩ Hoài Linh ngâm hơn 14 tỷ đồng hỗ trợ miền Trung. Sau khi cộng đồng mạng có nhiều ý kiến thắc mắc và lên tiếng chỉ trích, Hoài Linh đã đăng tải một đoạn video clip thừa nhận thiếu sót và có sự chậm trễ trong vấn đề giải ngân hơn 14 tỷ đồng do các nhà hảo tâm quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung gặp khó khăn vì lũ lụt. Vào tháng 10 năm 2020, đến tháng 6 năm 2021, Hoài Linh đã nhờ ekip đến các tỉnh, thành miền Trung bị thiên tai từ năm ngoái, giải ngân hết số tiền 15,2 tỷ đồng. Sau đó, thông qua video, nam nghệ sĩ đã gửi đến truyền thông để công khai đầy đủ các chứng từ như clip, hình ảnh và các tài liệu để chứng minh cho sự minh bạch cùng lời khẳng định không làm mẻ một đồng nào của công chúng. Hiện tại, quyết định chính thức của cơ quan công an về vụ từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh vẫn đang chiếm sóng mạng xã hội và trở thành đề tài bàn tán, tranh cãi gay gắt của dư luận cũng như cộng đồng mạng. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.